danh mẹ Maria nữ vương uy quyền, như ánh sao mai sáng ngời soi đường chỉ lối muôn người. Mẹ đầy ơn Thiên Chúa tươi thắm hơn muôn ngàn đóa hồng, xin kính dâng lên mẹ ngàn lời kính chan hòa yêu thương. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn quyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Xin chúc khen danh mẹ, ôi bao la trái tim nhân từ, con đến trao dâng trọn đời linh thân xác yêu hè. Xưa đời càn về ấy, mẹ hiến trao con một cứu đời, giang cánh tay hộ phù dìu đoàn con qua ngàn thương đau. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, thiết trinh vẹn quyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Danh mẹ Maria nữ vương gia đình, thương khấn ban ơn phúc lành mọi ngày cuộc sống chung con. Cuộc đời đời dương thế bao lắng lo vui buồn kiếp người, nhưng có mẹ song hành thì đời sẽ không còn sâu lo. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn quyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn tuyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, sống theo gương mẹ Maria. Anh chị em nha, bây giờ Khánh đang có mặt ở khu vực
trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, trung tâm hành hương của giáo phận Xuân Lộc. Ngày mai là ngày mùng 1 tháng 12. Tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi nằm tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc đây thì sẽ có thánh lễ ngày giáo phận mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm quý vị ạ. Để tiện khánh xin được nói thêm về lịch phục vụ của ngày giáo phận ngày mai là ngày mùng 1 tháng 12 quý vị, là 15:30 là đón tiếp ổn định vị trí, 16:45 nguyện kinh, 17:00 dẫn lễ rước đoàn đồng tế, 17:15 là thánh lễ ngày giáo phận mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm, và sau lễ là Đức cha giáo phận công bố chương trình mục vụ. Khánh đến hôm nay là ngày 30 và chiều mai thì sẽ có thánh lễ, và khánh mời quý vị mình cùng xem về công tác chuẩn bị của trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi cho ngày lễ ngày mai. Ngày mai là ngày lễ của giáo phận thì quý vị ạ, giáo phận Xuân Lộc thì có tới cả 1 triệu người công giáo ấy, và ngày mai thì được cho là con số những người đến đây dự thánh lễ thì sẽ rất là nhiều. Ban nãy giờ khánh cũng có đi tham quan sơ thì khánh thấy trung tâm đang gấp rút đổ con đường nhựa này quý vị này, con đường nhựa đi vào khu vực trước trung tâm, và ở phía trong kia thì mọi người tất bật chuẩn bị cả tuần nay rồi ấy. Mới nhất thì khánh thấy đang là từ lưu con đường từ trên thì phải cũng đi xuống. Rồi khánh thấy phía bên đền thánh thì cũng đang đổ bê tông khu vực mái đền thánh. Nói chung là mọi người tất bật chuẩn bị, và nhất là những cái xe công trình, những người dọn dẹp đất cát gõ rác, và mấy ngày nay thì đặc biệt rất là vất vả là những em giới trẻ của giáo phận đang là xếp những cái ghế và chuyển vận chuyển từ các nơi đến, và bây giờ thì đang xếp ra. Khánh mời quý vị mình cùng vào xem không khí chuẩn bị của ngày mai thì sẽ tới đâu rồi quý vị nhé. Đây, con đường đang được lưu quý vị này. Bởi vì thánh lễ quá đông quý vị ạ, khánh dự đoán là cũng phải gần 100.000 người tham dự ấy, cho nên là thông thường những ngày lễ lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ không thể làm trên chân tượng đài Đức Mẹ được, bởi vì chân tượng đài Đức Mẹ không gian tuy là rất là rộng nhưng mà so với lượng người đến thì không thể đủ ấy quý vị, cho nên sẽ diễn ra ở khu vực sân dưới này. Nói thêm để quý ông bà cô bác mình ở nơi khác mà hay là ở bên xa xôi chưa được biết ấy, thì tượng Đức Mẹ Núi Cúi ở đây ấy, quý vị, là tượng cao 33 m, và tượng nằm trên một hệ thống dàn chân đế có 3 tầng 17 m nữa, tức là tổng cộng là 50 m, tượng trưng cho ngày kỷ niệm 50 năm của giáo phận Xuân Lộc thì cũng đã diễn ra lâu rồi. Tượng Đức Mẹ 33 m đây là cũng là tượng Đức Mẹ có thể nói là cao nhất Việt Nam quý vị ạ. 33 m tượng trưng là 33 năm cuộc đời của Chúa Giêsu. Rồi 17 3 tầng chân đế cao 17 m thì cũng là tượng trưng cho 17 năm thời của Đức Mẹ trước khi có Chúa Giêsu ấy quý vị. Quý vị thấy này, các cái công trình ở đây, các con đường đất cát rồi được ủi được lưu rất là nhiều, rải nước rồi làm rất là nhiều. Ở đây quý vị có thể thấy rất khoảng đất rộng này sẽ là nơi dự thánh lễ. Hết bên khoảng đất này và tới khoảng đất bên kia thì sẽ để xe, và cũng có một số nơi để bà con ngồi dự thánh lễ nữa. Nhìn chung là rất là rộng. Khánh mời quý vị mình đi một vòng nhé. Con đường nhựa thì là phía trên này quý vị. Các anh cũng đang tranh thủ đổ lắm. Đây, quý vị có thể thấy ở phía bên phải khánh cũng có một cái xe phát sóng này, của khánh nghĩ là
hỗ trợ thêm đấy quý vị, một xe phát sóng này, rồi sẽ có xe cứu hỏa, xe y tế đầy đủ. Đây con đường nhựa được đổ tới đây, và ngày mai thì hai bên này quý vị xem này, đây là con đường chính lên trên chân tượng đài Đức Mẹ này. Đây tượng hình Đức Mẹ, rồi có bãi xe số 5, xe ô tô, và sẽ có những cái bãi xe mãi dưới kia nữa quý vị ạ, mãi khu vực nhà nguyện cũ ấy. Đây những khu vực bên này là bãi xe, rồi phía dưới kia cũng rất là nhiều nữa. Rồi ở đây nữa là khu vực bãi xe số 5, số 6, bên này là dành cho quý khách ngồi hành hương, và cũng có thêm những khu vực mà có bảng chỉ định đấy. Ngày mai nếu quý vị đến thì quý vị cũng lưu ý nhá, theo sự hướng dẫn của các cái cha, có quý vị linh mục cũng như là ban tổ chức ấy quý vị. Ở đây thì quý vị có thể thấy phía bên này có một cái rạp để dành để khu vực giải tội, rồi khu vực chăm sóc mà nếu có chuyện gì về y tế này quý vị này, chăm sóc bệnh nhân này. Rồi phía bên này quý vị này là một khán đài lớn và mọi người đang là xếp ghế. Thế mời quý vị mình chạy vòng qua một khu vực xếp ghế để quý vị thấy công trình xếp ghế cũng rất là vất vả. Ở đây thì anh em trong ban giới trẻ còn đang tổ chức kẻ vặt để xếp ghế cho đều, và cũng như là phân chia các cái khu vực của các cái giáo hạt trong giáo phận Xuân Lộc ấy quý vị. Chẳng hạn như đây quý vị thấy anh em đang là sắp xếp khiêng vác rất là nhiều. Ở đây chẳng hạn như quý vị này có khu vực của giáo hạt Ra Ray này, có cờ, có một cái bức băng pano để ghi rõ giáo hạt với chiếc cờ của giáo hạt Ra Ray nữa. Rồi phía bên này cũng như vậy quý vị, anh thấy trước mặt đây là giáo hạt Túc Trưng này, rồi phía trên này là giáo hạt Long Khánh quý vị này. Quý khách sẽ vô theo con đường thẳng đây và quý vị sẽ thấy các cái giáo hạt, các bảng giáo hạt của mình. Như bên phía trong bên kia là giáo hạt Hòa Thanh, bên này là giáo hạt Long Khánh, và bên kia là giáo hạt Hà Thanh, bên này thì giáo hạt Phương Lâm rất là nhiều. Đây quý vị này, anh em đang bắt đầu xếp ghế đông lắm quý vị này. Em chuẩn bị bao lâu rồi từ cái khu này đưa ghế? Em qua 28 đổ ghế, em qua 29 đổ ghế, 28 là anh cảm ơn nha. Quý vị thấy này, rất là đông quý vị, từng khu vực. Đây thì Khánh được biết em giới trẻ của giáo phận, thì em nói là giáo hạt Gia Kiệm phụ trách xếp ghế, giới trẻ của giáo hạt Gia Kiệm quý vị. Rất là nhiều khu vực. Phía kia cũng vậy đấy quý vị. Quý vị ạ, vậy là vừa bây giờ Khánh gặp các em, Khánh biết là các cái khu vực xếp ghế đây đã được kẻ vôi từ hôm 28, 29 rồi, 27 thì bắt đầu vận chuyển ghế. Nhưng mà quý vị thấy này, có những cơn mưa ngày hôm qua, Khánh thấy rất là nhiều nơi đất còn đang ẩm ướt. Mà Khánh nghĩ, Khánh cứ tưởng là đấy là khu vực mà do rải nước cho nó khỏi bụi ấy. Mưa ngày hôm qua thì cũng Khánh nghĩ cũng tốt thôi. Cầu xin cho ngày mai sẽ nắng. Thông thường những ngày lễ Đức Mẹ lớn long trọng thì không mưa. Và quý vị thấy anh em lại phải đi kẻ vặt kẻ vôi lại. Đây quý vị thấy bà con dưới trẻ đông lắm này, rất là đông, đang đi xếp ghế. Không những các em nam mà các em nữ cũng có. Rất là nhiều loại ghế quý vị này, gom ở các cái xứ ở vùng Gia Kiệm ấy, ghế nhựa, các loại màu, ghế inox, rất là nhiều loại ghế. Đây quý vị đấy, mình nhìn thấy không khí của các em đang chuẩn bị vầy, đây là bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai lễ. Nhưng mà quý khán giả có thể thấy là lễ xong nữa, nó là một hành trình nữa. Cho nên nhìn chung để tổ chức một thánh lễ ngày giáo phận thì phải nói là rất là nhiều người bỏ công sức, về tiền bạc cũng không nói, nhưng mà công sức cũng rất là nhiều để tổ chức được thánh lễ tốt đẹp ấy quý vị. Sẽ có y tế, sẽ có các cái khu vực trạm phát sóng, xe cứu hỏa,
truyền thông các nơi, rồi xin lỗi quý vị, mà cũng còn có rất là nhiều khu vực nhà vệ sinh, rồi các cái khu vực thay đồ, rất là nhiều thứ quý vị ạ, để tổ chức một cái lễ lớn. Dạ, thầy kính mời quý vị mình tham quan khu vực khác nhá. Đây là giới trẻ của giáo hạt Gia Kiệm đang phụ trách. Thằng đây có cha chân sứ. Cha chân sứ vừa đến chỉ đạo. Ghế như vậy thực ra là cũng đã có sơ đồ quý vị ạ. Có lên một sơ đồ màu ấy, các cái bản hướng dẫn nữa, rồi sơ đồ trước rồi. Thanh thấy có cha vừa đến cha chỉ đạo rất là nhiều. Ở đây là mới được từ, nếu mà tính từ chân tượng dàn bàn thắng kia tới đây, khu vực này là mới được có chỉ 1/3, 1/4 thôi quãng đường thôi, tức là nó sẽ dài suốt như thế này nữa đấy quý vị, rất là dài luôn. Danh mẹ Maria nữ vương uy quyền, như ánh sao mai sáng ngời soi đường chỉ lối muôn người. Mẹ đầy ơn Thiên Chúa tươi thắm hơn muôn ngàn đóa hồng. Xin kính dâng lên mẹ ngàn lời kính chan hòa yêu. Trình công. Đấy, quý vị. Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên quý vị nhỉ. Các cháu giới trẻ thân thấy cũng nhiệt tình hăng say lắm. Đây, những hàng ghế đang sẽ dần dần hình thành và sẽ xong thôi. Khu vực chính giữa đây là khu vực lễ đài, nơi các giám mục và các linh mục sẽ tổ chức lễ đồng tế đó quý vị. Đây, khán đài nằm ngay đây. Mình xem thử, năm ngoái thì khán biết là giáo sư Đức Long lo khu vực trang trí khán đài. Khán đài thì năm nào cũng tổ chức ở ngay khu vực dưới chân nhà đón tiếp ở đây quý vị này. Một khán đài rất là to. Năm ngoái thì khán thấy lần đầu tiên khán đài ở đây lớn như vậy là do giáo sư Đức Long tổ chức. Không biết năm nay thì sẽ như thế nào. Nhưng ở đây khán thấy đề là ca đoàn đấy quý vị. Các cái hàng ghế gần cho ca đoàn đây. Ở phía trên này là sẽ các đức giám mục rồi các linh mục tham dự cũng như làm cử hành nghi thức đồng tế đây. Mình thử xem coi. Năm ngoái thì khán thấy đã cần gắn hoa rồi, năm nay có lẽ hoa sẽ được gắn vào buổi chiều hay sáng mai, bởi vì chiều mai thì mới có thân lễ. Khán đài được thiết kế cao, độ cao khoảng 1m6. Và phía trên khu vực dân khánh lễ ở đây, phía sau cũng có một khán đài nhỏ nữa. Đây quý vị này, hôm nay là sứ Bạch Lâm đang là chuẩn bị khu vực trang trí, khu vực để ngồi, ghế ngồi, sắp xếp ghế ngồi. Rạp thì của Đức Long, còn nghe nói hoa trang trí là sẽ của Giấc Mơ quý vị. Đây là khu vực mà các linh mục rồi các đức giám mục sẽ ngồi và tham dự thánh lễ, và bà con giáo dân sẽ ở dưới này nè, sẽ rất là rộng. Và đây quý vị này, chuẩn bị ông đang nói là chuyển các cái thùng loa đi để cắm hoa. Và hôm qua mưa quý vị này, cũng may những cái dàn loa ở đây thì có âm thanh, có cái tre, bạt tre chứ không thôi là sẽ bị. Xe hoa đã tới. Sứ Giấc Mơ quý vị đang lo
đang lo làm hoa sớm thì nó sẽ bị nắng nó héo, nhưng mà không làm sớm thì không kịp. Và năm nay lên chưa thấy làm, nhưng mà năm ngoái thấy đẹp lắm. Đây các loại hoa, mấy xe cơ nhà chị nhỉ? Đây là mới có một phần thôi. Gần 10 giờ trưa, công việc xếp ghế của ban giới trẻ thì vẫn đang tiến hành. Không biết là giờ này đã được một nửa chưa quý vị ạ? Bởi vì quý vị thấy một khu vực sân để cho quý khách hành hương đến tham dự thân lễ rất là lớn. Các cháu thì vẫn làm việc, có thể ghế chưa được thẳng, hơi méo hay là chưa đều gì đó. Thì sau khi xếp xong thì Khánh nghĩ là ban tổ chức sẽ kiểm tra lại và sắp xếp lại cho ngay ngắn hơn. Ở phía trên khu vực lễ đài thì giáo sư Giấc Mơ bắt đầu đang triển khai để làm hoa. Khánh xin được cảm ơn tất cả quý vị đã xem phim. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn yên bình nhé. Cũng mong là ngày mai thánh lễ diễn ra bình an, mọi sự tốt đẹp và bà con giáo dân khắp nơi được biết để đổ về tham dự thánh lễ một cách sốt sáng long trọng. Khánh xin được chào tất cả quý vị. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ. Maria vô nhiễm nguyên tội. Dành mẹ Maria nữ vương gia đình, thương khấn ban ơn phúc lành mọi ngày cuộc sống chung con. Cuộc đời đời dương thế bao lắng lo vui buồn kiếp người, nhưng có mẹ song hành thì đời sẽ không còn sâu lo. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn huyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ. Maria vô nhiễm nguyên tội. Ôi Maria mẹ dịu dàng, uy nghi cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn tuyền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng chốt cuộc đời sống theo gương mẹ. Maria vô nhiễm nguyên tội.